Xin chào các bạn, giải Gaza hay là bờ Tây đều đã trở thành những địa danh quen thuộc khi nhắc tới Palestine. Đây không phải một địa điểm du lịch mà là một điểm nóng về mặt quân sự, về những cái sự tranh chấp khác nhau. Palestine trong thế kỷ qua đã luôn trải qua những cái cuộc chiến để vạch ra và bảo vệ lãnh thổ của mình. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng xem cách mà Palestine đã và đang đi tìm lãnh thổ quốc gia như thế nào. Bên cạnh đó là những điều đặc biệt về văn hóa mà ít khi chúng ta tìm hiểu về đất nước khá thú vị này. Một trong những người Palestine nổi tiếng nhất và được biết đến đầu tiên tại Việt Nam, đó chính là ông Yasser Arafat. Ông thường xuất hiện trong chương trình thời sự được chiếu trên truyền hình Việt Nam vào những năm 90 và đầu những năm 2000. Phong cách ăn mặc của ông Arafat thì cũng không lẫn vào đâu được. Và dường như trong mọi cái bản tin thời sự thì cái cụm từ Palestine và Israel luôn đi cùng với nhau. Palestine chính xác là một quốc gia với lãnh thổ mơ hồ. Năm 1988 thì Tổ chức Giải phóng Palestine đã tuyên bố thành lập nhà nước Palestine và nhanh chóng nhận được sự công nhận của cộng đồng quốc tế, ngoại trừ Israel, Mỹ và những đồng minh của Mỹ. Trong tuyên ngôn độc lập Palestine, nhà nước Palestine được mô tả là thành lập trên lãnh thổ Palestine, song lại không nêu được rõ cụ thể đó là lãnh thổ nào. Tuyên bố này rất là mơ hồ, lãnh thổ đang được nhắc đến là lãnh thổ nào đây? Nhà nước này cũng tuyên bố Jerusalem là thủ đô, mặc dù lúc đó thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Israel. Theo cách hiểu hiện tại, Palestine được định nghĩa là một khu vực được giới hạn phía đông bởi sông Jordan, ở phía bắc giáp biên giới giữa Israel và Liban và phía tây là biển Địa Trung Hải. Vậy tại sao quá trình hình thành lãnh thổ của Palestine lại phức tạp đến như vậy? Đây là một bài phân tích trên báo Tuổi Trẻ. Mọi chuyện xuất phát từ khi đế quốc Ottoman thất bại trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Người Anh đã kiểm soát vùng lãnh thổ Palestine vốn trước đó thuộc về đế quốc Ottoman, tiền thân của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Vùng đất Palestine khi đó có phần lớn là người Ả Rập và một phần tiểu số cư dân Do Thái. Lúc đó thì họ vẫn sống một cách vô cùng hòa thuận với nhau và không có những cuộc xung đột nào cả. Căng thẳng giữa hai dân tộc này gia tăng khi mà cộng đồng quốc tế giao cho Anh nhiệm vụ thiết lập quê hương cho người Do Thái tại Palestine. Với người Do Thái thì Palestine là quê nhà của tổ tiên họ. Những người Ả Rập tại Palestine cũng khẳng định chủ quyền của họ với vùng đất này và phản đối việc sắp xếp của người Anh. Đó chính là tiền thân của những mâu thuẫn giữa Palestine và Israel ngày nay. Người Do Thái bắt đầu tới Palestine định cư từ năm 1917 theo kế hoạch của Anh. Số lượng người Do Thái tới Palestine đặc biệt tăng cao trong chiến tranh thế giới thứ hai nhằm chạy trốn khỏi nạn diệt chủng của Đức Quốc xã. Và từ đó thì những mâu thuẫn lại càng tăng cao. Xung đột giữa người Do Thái và người Ả Rập lại tiếp tục xuất hiện. Cùng với đó là những cuộc phản đối quyền cai quản của người Anh đối với vùng đất Palestine cũng gia tăng. Tới năm 1947 thì Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết xóa bỏ quyền ủy trị của Anh ở Palestine và chia cắt vùng đất Palestine thành hai quốc gia độc lập. Vùng đất Palestine của người Ả Rập đó chính là nhà nước Palestine và phần còn lại thuộc về người Do Thái. Người Palestine thì không chấp nhận nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Năm 1948, vì không thể giải quyết được mâu thuẫn, chính quyền của Anh đã rời đi và các lãnh đạo Do Thái tuyên bố thành lập nhà nước Israel vào năm 1948, chính xác là ngày 14 tháng 5. Nhiều người Palestine đã phản đối việc đó và chiến tranh bùng nổ chỉ một ngày sau. Quân đội của các nước Ả Rập xung quanh cũng đã nhảy vào tham chiến. Cho tới lúc cuộc chiến kết thúc theo một thỏa thuận ngừng bắn một năm sau đó, thì Israel, một nhà nước non trẻ, đã kiểm soát hầu hết lãnh thổ Palestine. Trong khi đó, Jordan chiếm vùng đất là khu vực bờ Tây, Ai Cập chiếm Gaza. Thành phố Jerusalem bị chia đôi giữa lực lượng Israel phía Tây và lực lượng Jordan ở phía Đông. Và vì chưa bao giờ có một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên, nên là hai bên liên tục đổ lỗi cho nhau. Các cuộc xung đột và chiến tranh vẫn tiếp diễn trong vài thập kỷ tiếp theo. Trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, Israel đã chiếm Đông Jerusalem và bờ Tây, đồng thời chiếm luôn gần hết cao nguyên Golan của Syria, Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập. Hầu hết người tị nạn Palestine và con cháu của họ sống tại Gaza và bờ Tây, cũng như cư trú tại các nước láng giềng như là Jordan, Syria và Liban. Họ chưa bao giờ được chính quyền Israel cho phép trở về nhà. Đó là một điều mà Israel cho rằng sẽ đe dọa đến sự tồn tại của nhà nước Do Thái. Israel tuyên bố toàn bộ Jerusalem là thủ đô của họ, nhưng người Palestine tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai. Vậy thì chuyện gì thực tế đang xảy ra? Trên thực tế, căng thẳng vẫn luôn nóng giữa Israel với những người Palestine hiện đang sống tại Đông Jerusalem, đang sống tại Gaza và đang sống tại bờ Tây. Khu vực Gaza hiện do phong trào Hồi giáo Hamas theo đường lối kháng chiến của Palestine quản lý. Lực lượng này từng giao tranh quân sự nhiều lần với Israel. Israel và Ai Cập thì siết chặt các đường biên giới với Gaza
để ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí cho Hamas. Trong khi những người Palestine ở Gaza và bờ Tây nói rằng họ khổ sở với chính quyền Israel, thì Israel nói rằng họ chỉ đang hành động để tự vệ trước bạo lực của Palestine. Có rất nhiều những mâu thuẫn xảy ra giữa Israel và Palestine, ví dụ như là cách hành xử với những người tị nạn Palestine hay các khu định cư của người Do Thái tại khu vực bờ Tây nên để nguyên hay là phải phá bỏ đây. Hai bên có nên chia sẻ Jerusalem hay không? Và vấn đề then chốt nhất, có thể thành lập một nhà nước Palestine bên cạnh một nhà nước Israel hay không? Những cuộc đàm phán hòa bình đã được bắt đầu và rồi lại kết thúc trong hàng thập kỷ qua nhưng vẫn chẳng thể giải quyết được xung đột. Vậy tương lai nào cho vấn đề Israel-Palestine? Nói ngắn gọn, đây sẽ là vấn đề không thể giải quyết sớm và cho tới lúc đó, các xung đột Israel-Palestine vẫn sẽ còn tiếp diễn. Và khi bạn tìm trên mạng một tấm bản đồ về Palestine thì sẽ hiếm khi có một tấm bản đồ nào độc nhất. Quốc kỳ của Palestine thì sao? Nhà nước Palestine đã có một số loại cờ trong suốt thời gian tồn tại. Thiết kế của lá cờ hiện tại gồm có 3 sọc ngang có màu đen, màu trắng và màu xanh. Ngoài 3 sọc này, lá cờ có một hình tam giác đều màu đỏ ở phía bên trái của nó. Lá cờ rất là sặc sỡ và bắt mắt này được Tổ chức Giải phóng Palestine lần đầu tiên thông qua vào năm 1964. Và sau chiến tranh 6 ngày vào năm 1967, Israel đã cấm treo cờ của người Palestine ở bờ Tây và dải Gaza. Tới năm 1980, một đạo luật đã ra đời nhằm cấm các tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa chính trị, đặc biệt là những tác phẩm sử dụng 4 màu của quốc kỳ Palestine. Một số người Palestine đã bị bắt khi họ tạo ra tác phẩm nghệ thuật bằng cách sử dụng màu cờ của chính Palestine. Sau bao thăng trầm, thì lá cờ hiện tại cuối cùng cũng đã trở thành quốc kỳ của nhà nước Palestine vào năm 1988. Các màu sắc của lá cờ này được cho là mang những ý nghĩa cụ thể và sự kết hợp của chúng nói lên câu chuyện lớn về hoàn cảnh của những người Palestine. Màu đỏ tượng trưng cho rất nhiều sự hy sinh của người Palestine. Màu đen đại diện cho sự áp bức và ngược đãi mà người Palestine đã phải chịu đựng trong rất nhiều năm. Màu trắng tượng trưng cho hòa bình và tình yêu cũng như là sự thuần khiết. Và màu xanh có ý nghĩa là thịnh vượng, phước lành và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Màu xanh cũng là màu sắc đặc trưng của những quốc gia theo đạo Hồi. Và Hồi giáo cũng là tôn giáo lớn nhất ở Palestine. Khoảng 93% người Palestine theo đạo Hồi, đại đa số là những tín đồ theo dòng Hồi giáo Sunni. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nét thú vị về văn hóa tại Palestine. Đó là một nền văn hóa hướng về gia đình. Do chiến tranh mà rất nhiều người Palestine đã phân tán đi khắp nơi. Điều này khiến cho mỗi người dân đều mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa quốc gia. Bởi với họ, đây là sợi dây duy nhất có thể gắn kết những người đồng hương trên khắp thế giới. Theo truyền thống, hầu hết những gia đình người Palestine sống rất gần nhau như kiểu anh em họ hàng sẽ sống cạnh nhau trong cùng một ngôi làng lớn. Nhưng ở các khu vực thành thị thì người Palestine vẫn sống theo kiểu gia đình hiện đại, chỉ có ông bà, bố mẹ và con cái và không nhất thiết phải sống gần họ hàng. Như vậy, thường là một gia đình với 3 thế hệ. Ông bà theo truyền thống sống với gia đình của con trai trưởng. Các cuộc họp mặt gia đình Palestine đều rất phổ biến. Nhiều gia đình có thể tham gia vào những buổi họp mặt như vậy hàng tuần. Chúng ta ở Việt Nam có thể nói vui là họp họ. Ở Palestine thì không có chuyện vạch áo cho người xem lưng khi mà mọi xung đột trong gia đình đều được giữ kín. Về trang phục truyền thống, sự đa dạng trong trang phục của người Palestine, đặc biệt là những người phụ nữ ở nông thôn đã thể hiện rất rõ ràng. Cho tới những năm 1940, vị thế kinh tế của một người phụ nữ hay là tình trạng hôn nhân cũng như khu vực sinh sống, khu vực xuất thân của người phụ nữ đó có thể được giải mã bởi những loại trang phục thông qua màu sắc, cách cắt may và các kiểu hình thêu. Hiện nay thì các loại trang phục và đồ thêu của người Palestine vẫn tiếp tục được sản xuất với những kiểu dáng mới và được mặc song song với trang phục của đạo Hồi cũng như trang phục của người phương Tây. Khăn trùm đầu đương nhiên là một phụ kiện quan trọng của phụ nữ Palestine. Phụ nữ tại từng vùng miền lại có từng kiểu khăn trùm đầu riêng, thường được đính thêm các đồng xu bằng vàng hoặc bạc lấy từ tiền sinh lễ ở trong đám cưới. Chiếc khăn càng đính nhiều xu thì chứng tỏ tài sản và uy tín của chủ nhân nó càng cao. Bất chấp những sự bất ổn về quân sự, chính trị, cuộc sống của người Palestine vẫn phải tiếp diễn. Bạn có thể thấy mọi người vẫn nhàn nhã với những việc vặt, vẫn đi làm, thậm chí là đang chạy băng băng trên đường để đi học. Nhưng mà họ vẫn dừng lại để chào bạn bè và hàng xóm, thậm chí là chào người lạ và trao đổi tin tức, tám chuyện với nhân viên bán hàng ở kiosk trên đường đi. Người Palestine là những người rất lạc quan. Ở Mỹ hay các nước phương Tây, nhân viên văn phòng lúc nào cũng vào đầu bứt tai, làm chưa xong thì chưa nghỉ, chạy deadline liên tục. Nhưng ở Palestine, nếu bạn cảm thấy chán làm, thấy mệt thì có thể dừng việc lại rồi rời đi cà phê, đi shopping. Tới khi nào muốn làm tiếp thì quay về. Nghe có vẻ rất vô lý nhưng thực tế là vậy.
Theo nhiều người Palestine kể lại, họ rất muốn làm việc ở quê hương, dù lúc nào cũng lo lắng về chiến tranh có thể xảy ra, nhưng cuộc sống thì cứ chậm rãi, nhẹ nhàng như một thứ văn hóa trong cách cư xử của người Palestine. Đó chắc có lẽ chỉ là cuộc sống của một phần Palestine, phần còn lại của quốc gia này thì chật vật hơn do chiến tranh, do đói nghèo và do lạc hậu. Và cuối cùng, loài cây có ý nghĩa đặc biệt với Palestine. Cây ô liu là một trong những biểu tượng tiêu biểu nhất của Palestine. Ngoài ý nghĩa kinh tế của nó, cây ô liu còn thể hiện sự gắn kết bền chặt với quá khứ. Palestine chính là quê hương của những cây ô liu lâu đời nhất trên thế giới, có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Việc chăm sóc cây ô liu được truyền qua nhiều thế hệ khác nhau. Mùa thu hoạch diễn ra từ khoảng giữa tháng 10 đến tháng 11 và là thời điểm đẹp để những gia đình tụ họp. Bản thân cây ô liu đã truyền tải ý nghĩa và biểu tượng sâu sắc. Rễ của chúng mọc sâu và có khả năng chống chọi với khí hậu khắc nghiệt, rất giống với những người Palestine đã kiên cường đối mặt với những nghịch cảnh đang diễn ra. Và giống như cây ô liu đã tồn tại trên mảnh đất này hàng thiên niên kỷ, người Palestine cũng mong muốn mình mạnh mẽ như vậy. Và đó là câu chuyện về đất nước Palestine. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.